Valley khoảng 45 phút. Thì hôm nay kết thúc cái tour ở cái Apple Valley, Phúc chạy qua đây để đi coi thử. Thì cái này là cái State Park rất là đẹp nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ có 10 mile ở cái công viên, ở cái State Park này. Hiện giờ Phúc mới lót xe xuống, bây giờ quay các bạn coi rất là đẹp luôn, giống như Big Bear hay là Lake nè. Thấy làm sao Phúc và cái Lake không, người ta ăn câu cá nè. Oh my god, so beautiful. Thấy không? Đó. Quá đẹp ha. Giờ để Phúc sẽ đi vòng vòng dẫn giới thiệu các bạn coi tí xíu, xong rồi bắt đầu Phúc sẽ giới thiệu các bạn cung đường hôm nay đặt ở Lakewood State Park, thành phố Hesperia của cách Apple Valley khoảng 45 phút chạy xe. Ok, let's go. Rồi, các bạn thấy mình đang câu cá nè. Lúc đó cái hồ nè. Oh my god. Cây nó bao chuyển vàng vàng các bạn ha. Xa xa kia có thấy không, biết các bạn thấy được cái vàng vàng không? Oh my god. Thì ở chỗ này là người ta lót thuyền nè. Nhiều người ai muốn chơi thuyền thì người ta đang lót. Thì xe Phúc đậu trong kia, đậu parking bên kia. Nè. Silverwood Lake State Park. Quá đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ quá đẹp. Ok, thì bây giờ Phúc sẽ giới thiệu, sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng coi thử cái State Park như thế nào. Ok, theo chân Phúc thôi. Let's go. Cái đường này easy lắm, để muốn đi thử cho biết thôi. Yeah. Không biết ở góc này các bạn có thấy đằng sau của Phúc không? Có cái ngọn núi đằng sau, bắt đầu cây nó chuyển vàng rồi đó, thấy không? Đẹp ha. Không biết qua camera các bạn thấy không thì Phúc không biết, nhưng mà ở đây đang chuyển vàng rất là đẹp. Yeah. Đây. À,
cái đường người ta làm gì nè, flat gì nè, nên đi rất là dễ đi. Ồ, hồi nãy có cái cọng dây màu hồng nè. Hồi nãy mình đi cái tour của Valley, Vista Valley, người ta gift cho mình đeo luôn. Rồi, thấy cái láng hồng giống như Big Bear vậy này, nhưng mà chỗ này ít người lắm, còn thiên nhiên lắm đó. Trên kia đó, trên kia xa xa là cái cây nó bắt đầu đổ vàng rồi đó. Anh này cũng thấy được nè, mấy cây nè. Ok, thôi thì đi tiếp thôi nha. Let's go. Xung quanh cái lát là những cái ngọn núi nhỏ nhỏ nó bao quanh. Nãy giờ mình đạp từ góc bên kia, mình đi theo vòng vòng mình lên tới đây. Thì xe đạp nãy giờ ở đây. Còn chỗ này là cái chỗ gọi là view point cho tất cả mọi người ai muốn chạy tới coi hay coi. Những cái kia ngắm ngọn núi nè. Thank you.
về quay lại cái chỗ mình parking. Ok, thấy chỗ nào đẹp sẽ quay lại cho các bạn coi. Let's go. Khác nhau á, thì bây giờ đây là cái chỗ hồi nãy Phúc đậu xe. Thì ok, thì coi như giới thiệu được cho các bạn thêm một cái state park của California, Blackwood Lake ha. Ok, thôi thì kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào thấy hay nhớ đừng quên để lại một like, share, subscribe và ủng hộ cho kênh Phúc nha. Nhớ subscribe nha. Thank you.